một ngày nữa bắt đầu thì bữa nay mình đi về, bữa nay mình suy nghĩ coi mình ăn cái gì. Thì bữa hôm nay mình sẽ ghé cái nhà hàng kế bên tiệm nail của mình để mình ăn ủng hộ đó các bạn. Tại vì họ đã qua tiệm mình làm rất là nhiều, bữa nay mình sẽ qua ăn ủng hộ. Bây giờ mình đang đợi giờ mà. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay mình sẽ đi ăn cái nhà hàng này, nó gọi là Cluster. Đây là burger với lại kem. Wow, nó có Bữa nay quá mình nhiều sẽ ăn Ok các burger. bạn ơi, bây giờ mình mua xong rồi thì họ sẽ cho mình cái ly và mình lại đây mình phá cái máy của họ nữa. Bữa nay mình sẽ chơi cái này các bạn, mình sẽ lấy nước đá. Em push chân. Bây giờ mình có một cái tay các bạn, mình không có bấm cái nút này được. Các bạn thấy một tay cũng khổ không? Ơi mình nó hết đá rồi. Ở đây nó có nước Pepsi nè, Pepsi with cherry nè, Diet Mountain Dew nè, Diet Root Beer nè. Mấy cái này là nước uống cho người giảm mập các bạn, có chữ diet á là giảm mập. Bây giờ mình sẽ thử này đi bạn. Này đi các bạn ơi, mình thích uống cái này. Bây giờ mình uống hai loại nó chung với nhau đi. Cho nó đánh lộn ở trong này. Ok, giờ mình sẽ chọn bàn các bạn. Lại đây chọn bàn đi. Mình thích cái bàn này. Cái bàn này dễ thương nè. Ừ, mình ngồi ở đây ở cái chỗ này nó có bán kem nữa các bạn. Nó có bán hamburger nè, french fry nè, bán hành chiên nè, ô nhìn nè, có kem nữa các bạn. Lát nữa mình sẽ ăn kem thử. Ở thử đây nha. Nó có cái quầy để lấy ketchup, lấy muỗng nĩa các bạn, lấy mayonnaise. Đó, thì vợ mình tới đây vợ mình thích phá mấy cái này lắm. Ở đây nó có nè, tương ketchup mà mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy. Đó, nhắn 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 hết rồi hả? Phá. Để mình đem này lại đã, có khăn giấy nè, các bạn có thể xài thoải mái luôn. Thì mình đã lấy được rất là nhiều ketchup rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử. Ok các bạn ơi, Clutter của mình đã ra rồi đây. Các bạn nhìn cái bánh hamburger của nó nè, đây là bánh hamburger gà của vợ mình. Còn cái bánh hamburger bò của mình. Cái này là cải các bạn, cái coleslaw, french fry. Còn đây là bánh hamburger của mình, ok. Mình sẽ ăn thử coi hamburger này nó ngon cỡ nào các bạn nhé. Thì giống như mình đã nói rồi, ở bên Mỹ này có rất là nhiều cửa hàng hamburger. Ở bên Mỹ nổi tiếng là hamburger thịt bò các bạn. Bởi vì mình phải vô đây ăn hamburger thịt gà. Ok, thì có lẽ các bạn sẽ không biết cái này là cái gì đâu. Đây là cải. Các bạn giống như là bắp cải nhưng mà họ trộn với sốt. Cái món ngon của cái này á, cái món ngon của cái này không phải là cái cải mà là cái nước sốt các bạn. Cái nước sốt đó nó ngọt ngọt mà nó cũng chua chua nữa, khi mà các bạn ăn chung với cải á nó rất là the, nó the the. Mình sẽ ăn thử cái hamburger gà của vợ mình các bạn. Trong cái hamburger gà nó cũng có rau cải nè, nó nhìn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi. Cái tay dài quá. Cái hamburger này á, các bạn nhìn á, thì nó giống như tất cả những hamburger khác, hamburger gà. Nhưng mà cái mùi vị của nó làm nó khác các bạn, tại nó có cái nước sốt. Cái nước sốt của cái nhà hàng Cutter, các bạn thấy không? Cutter. Nó khác với cái nhà hàng kia. Cutter. Đây là fan file của nó cho mình đi kèm với lại cái đó. Cảm ơn em. Các bạn thấy nó hơi bự không? Cái bữa hôm nay hai vợ chồng mình không có đường nên nấu ăn các bạn. Đi làm xong ghé ai đây ăn luôn, khỏi nấu ăn. Hai mấy đồng. Một bữa ăn như vậy là có 20 đô thôi. Các bạn thấy không? Quá rẻ, khỏi cần phải nấu. Rồi các bạn nhìn cái bánh hamburger của mình. Nếu mà tính ra mình ăn chỗ này 3 buổi là 60 đồng, 65 đồng tính thuế đi, 65 đồng mà nhân cho đồng. Mà so với mình đi chợ mình nấu ăn ở nhà thấy này là rẻ không ta? Rẻ không? Đỡ công hơn rồi, đỡ công mình đó. Các bạn thấy không? Ở bên Mỹ sướng. Nhà hàng thức ăn nhanh quá trời luôn, nó quá rẻ luôn. Các bạn không cần phải về nhà nấu. Bữa nay các bạn ăn đồ Tàu, ngày kia các bạn ăn đồ Nhật, ngày mốt các bạn ăn đồ Ý, ngày mốt các bạn ăn đồ Mỹ, ngày mốt các bạn lại quay lại đồ Việt Nam, rồi ngày mốt các bạn lại quay đồ qua đồ Nhật. Nó rất là rẻ.
Bởi vì người Mỹ á, họ rất là ghét nấu ăn các bạn, họ rất là ghét nấu ăn. Wow. Cái nước này á, mình trộn hai loại vô chung với nhau, một cái là gọi là chanh, một cái là dâu, uống không có gà cái giống gì. Anh sao nó không thử mayonnaise với lại cái vàng này đi. Ăn với bao giờ? Ừ. Đại chưa. Bởi vì bây giờ các bạn lấy một người con gái mà biết nấu ăn, cái giống như là cái đó là một cái diễm phước. Cái đó gọi là một ăn huệ, ăn huệ. À. Các bạn thấy không? Ăn cái bánh hamburger về no tới sáng luôn. Cái mayonnaise của nó béo. Nãy giờ vợ mình kêu mình ăn thử cái này. Mayonnaise các bạn. Chắc là các bạn là tính, nếu mà các bạn nào là thích ăn bánh mì á thì cái này là cái phần mà giống như là cái phần màu trắng ở trong cái bánh mì á. Mà mình đang bây giờ ta bánh mì pate. Bánh mì pate. Phô mai. Ok, các bạn thấy mình bỏ mayonnaise lên. Đúng rồi, bánh mì. Bánh mì phải có pate. Ngon quá các bạn. Như vậy là một bữa ăn tối của hai vợ chồng đơn giản thôi. Các bạn thấy không? Ở bên Mỹ á, cuộc sống rất là bận rộn. Sáng á, các bạn phải thức dậy sớm. Các bạn phải đi làm kiếm tiền. Các bạn phải chạy vô trong cái chỗ làm của bạn. Các bạn phải lật đật ăn một gói mì thôi. Một gói mì gói để cho lót dạ thôi. Xong các bạn làm. Tối các bạn ăn một cái bánh hamburger thôi. Còn bao nhiêu tiền các bạn để trong nhà băng. Rồi cái ngày bạn chết thì bạn có tiền để chôn cho bạn. Các bạn thấy sướng không? Một ngày các bạn làm mấy chục triệu. Các bạn ăn gói mì mấy trăm ngàn à. Cái gói mì gói mấy trăm ngàn. Rồi bao nhiêu tiền các bạn để trong nhà băng. Đợi tới lúc nhà băng phá sản rồi các bạn mắc hết luôn. Gớm mì. Cái này là một lưu em thích. My favorite. Nói mà bánh hamburger thôi á, mà mình ăn hoài mình không thấy ngán nè. Trời ơi, còn mình nó làm già các bạn. Giống của anh nào vậy? Nó làm quá dài luôn. À, no quá. Mình bơi không nổi cái hamburger các bạn. Quá là chiếu lại rác rồi ra nó xong. Ok, bây giờ mình đã ăn xong cái hamburger của mình rồi. Nó thật sự mình ăn xong no lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về các bạn ơi. Còn miếng cải ăn hết đi, kèm với các bạn nói mình bỏ phí các bạn. Mình cái tính của mình là không có bỏ phí được các bạn. Mình ăn cái gì là mình phải ăn hết. Nha. Ghê quá. Các bạn thấy không? Cái cải này á. Cái nước sốt nè. Nhưng mà cái nước sốt này mỗi chỗ làm mỗi khác nè, đang ăn ngon. Hồi lúc mình mới qua Mỹ á, trường nó cho mình ăn nè, cái bạn biết không, cái này á là ngắt à, cái này là đồ lạnh nha, giống như là các bạn vừa mới lấy trong tủ lạnh nha vậy.
rất là ngon. Ăn kem không? Ăn kem đi. Ngon quá. Bây giờ mình đi về các bạn ơi. Coi bộ mình ăn hết nổi, anh ăn không? Mua ly vậy anh? Mua ly nhỏ đi. Còn quá trời kênh file luôn. Để coi nha. Không có hạnh, không gọi là cho em ta. Lấy hai vợ chồng làm chuyện gì biết ẩn. Bây giờ mình đi về. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi về, vợ mình muốn ăn tráng miệng các bạn. Bây giờ mình phải kêu tráng miệng cho vợ mình ăn ra, chứ coi vợ thích ăn cái gì. Ở đây nó có cho các bạn rất là nhiều coupon nè, để lần sau tới ăn các bạn có thể xài coupon. Các bạn đừng thử người Mỹ họ không xài coupon. Các bạn hiểu, có nhiều người họ nói mình những cái câu mắc cười lắm. Họ nói là anh ơi, tại sao anh giàu mà anh đi chợ anh vẫn phải tính toán. Các bạn hiểu không? Giống như người Mỹ á, họ giàu á là tại vì họ tính toán các bạn. Họ phải tính từng đồng từng cát họ mới giàu, chứ không phải là họ giàu là họ không tính toán. Họ phải tính toán họ mới giàu. Những cái người mà họ không tính toán họ mới nghèo. Các bạn hiểu không? Cũng giống như á, cũng giống như các bạn biết tỷ phú không? Tỷ phú á, khi mà họ đi ăn nhà hàng á, họ vẫn đứng đợi để lấy tiền thối lại. Nhưng mà khi mà họ cho tiền bo đó, họ cho rất là nhiều. Chỉ như vậy thì tại sao họ lại vẫn đứng đợi để lấy cái tiền thối đó lại? Tại vì sao? Tại vì các bạn biết không, cái nào ra cái đó. Khi mà họ ăn á, cái tiền thối á, là cái tiền thối họ phải lấy. Còn cái tiền mà họ cho á, là cái tiền họ cho. Nó hai cái khác nhau. Đó chính là cái bí quyết để mà thành công. Thì bữa hôm nay mình đi nhà hàng nè, có không? Các bạn thấy không, nó có rất là nhiều coupon. Thì người Mỹ họ giàu, họ vẫn xài coupon. Tại vì á, họ thank you. Tại vì họ tiết kiệm được cái nào hay cái đó. Thì bây giờ mình đã mua cho vợ mình một ly kem gọi là bạc hà. Mình thích ăn nhất là kem bạc hà các bạn. Thì cái bánh, cái kem bạc hà này, nó có bỏ bánh Oreo vô nữa. Bánh Oreo. Mình không biết là sao nên mình đi ăn á, mình thích ăn nhất là kem bạc hà các bạn. Bây mua dành á. Wow, kem bạc hà thơm á. Các bạn thấy không? Thì có nhiều bạn nói tại sao anh lúc nào anh cũng nói anh có tiền mà anh hay tính toán á. Các bạn biết không, phải tính toán mới giàu chứ không tính toán sao giàu được, đúng không? Ăn em rồi về. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi về thì bây giờ cái phần này thì mình sẽ đem về nhà ngày mai mình ăn các bạn. Các bạn thấy không, mình cũng tiết kiệm, cũng tiết kiệm. Đây là bữa ăn sáng ngày mai của mình nha các bạn, thấy không? Một ngày là mấy chục triệu mà ăn có mấy trăm ngàn. Ok bây giờ mình sẽ đi bỏ ghét các bạn.